Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thần vực chư vực, giết chết tất cả hiên viên vệ, không chết không dừng. Thạch bản này lại có thể bạo phát ra năng lượng đáng sợ như vậy. Đây là thứ do đại tù trưởng tạo ra, sao có thể là vật tầm thường. Nôi phạt đã có hiệu quả, sẽ tự tìm tới những hiên viên vệ đó. Chúng ta đều sẽ bị sức mạnh của thống ngự thạch bản giết chết. Chúng đều sẽ bị sức mạnh của thống ngự thạch bản giết chết. Sức mạnh của thạch bản này thật sự là rất mạnh, giết những hiên viên vệ khác thì dư sức. Nhưng chỉ dựa vào một đạo sấm sét đối phó với thủ lĩnh quý nhàn của bọn chúng sợ là có chút khó khăn. Một đạo sấm sét không được, vậy thì 10 đạo, 100 đạo, ngàn đạo, vạn đạo. Quy tắc của thống ngự thạch bản một khi kích hoạt, trước khi bọn chúng tử vong, vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Trong thần vực đã bị ta phong tỏa, ta cũng có thể cảm nhận được hướng di chuyển của bọn chúng. Bọn chúng mọc cánh cũng là khó bay, bị nôi phạt tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì tốt, tay của cô không sao, chỉ là vết thương do đồ chu nguyệt hoa tạo nên không dễ hồi phục. Thêm một khoảng thời gian là sẽ ổn thôi. Vết thương của phù nhị sao rồi? Không phải là vết thương chí mạng, tĩnh dưỡng là được. Vậy thì tốt, ta sẽ tìm một nơi an tĩnh cho chư vị trước. Chỉ bằng đưa các vị tới phù đảo của Hàm gia đi, ta sẽ bài trừ lực áp bức mà lôi phạt đem đến cho phù đảo. Chư vị có thể tìm một nơi trên phù đảo từ từ tu dưỡng. Được. Sao lôi phạt này lại tới rồi? Không lẽ là Na Trình lại định quy tắc rồi sao? Uy thế lần này còn mạnh hơn lần trước. Không biết là chúng ta còn có thể chống đỡ được phù đảo hay không? Là La Trình. Phù đảo sẽ không chịu ảnh hưởng của lực áp bức nôi phạt nữa. Các người phải tản đi. Sau này nếu có chuyện ta sẽ tới tìm các người. Vâng vâng. Có thể biết vị trí mà hiên viên vợ chạy trốn. Quý nhân đó ở huyền thời vực. Bỏ đi, dù sao bất luận là thế nào, bọn chúng cũng không thể nào chạy ra ngoài được. Trở về phù đảo xử lý chuyện của Hàm Thương Yên trước đã. Huyền thời vực, tại sao cứ luôn có sấm sét đuổi theo chúng ta đánh vậy? Đại nhân, ta sắp không thể nào chống đỡ được nữa rồi. Thiện ma gia. Đáng chết thật, uy lực của lô điện này quá mạnh. Hiên viên Câu Ngọc cũng bị phá hoại rồi. Không biết là tình hình của những người khác thế nào rồi. Mình còn có thể kiên trì bao lâu? Hàm gia phù đảo. Chà, nếu chuyện đã ổn định, có thể kêu người của Đại Cực Chi Vũ ra đây rồi. Không sai, vừa hay để người của Hàm gia trở về phù đảo của mình. Cuối cùng cũng ra rồi. Á Thánh, Hàm Cửu gì, còn có Lưu Tô Công Chúa. Hả, tại sao lại là phù đảo của Hàm gia? Không biết. Hàm gia mấy người còn có vài chuyện cần xử lý, vừa hay cũng cần một nơi yên ổn, nên đã lựa chọn nơi này. La Trình. Cửu gì? Năm đó Hàm Thanh Đế làm việc chưa từng công bằng hợp lý, chúng ta cũng là không còn cách nào khác. Bây giờ Thanh Đế đã chết, toàn bộ Hàm gia mời ngài tới làm chủ. Hàm Thanh Đế chết rồi. Phải, ngay cả hoàn vũ của ngài ấy cũng đã sụp đổ rồi. Hoàn vũ của Hàm Thanh Đế là do ta làm sụp đổ. Không sao, tất cả đều là phụ hoàng tự làm tự chịu. Vậy ca ca đâu? Hàm Thương Yên bị Hàm Thanh Đế thao túng vào Thánh Nhân Sơn truy sát ta. Ta đã phá linh hồn nạc ấn ở trên người của hắn. Mẫu thân, phiền người tìm ký ức chi hỏa của Hàm Thương Yên ra đây. Được. Hắn sẽ tỉnh lại, yên tâm. Gặp. Ca, ca huynh tỉnh rồi. Niu Tô, Sơ Nguyệt, ta đây nào bị làm sao vậy? Tốt quá rồi, chiếc nhẫn này là chuyện gì vậy? Hình như có một loại sức mạnh rất mạnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tới bên đó đi, muội sẽ từ từ nói với huynh. Na Trinh,
Thiên mệnh bây giờ thế nào rồi? Còn đang ở trong Thánh Nhân Sơn tranh chấp vị trí thánh nhân hay sao? Huynh ấy đã xảy ra chuyện sao? Thiên mệnh huynh đã ra đi ở trong Thánh Nhân Sơn. Cái gì? Có điều không sao, tuy huynh ấy đã chết, nhưng chúng ta có ký ức chi hỏa của huynh ấy ở thần vực, có thể khiến cho huynh ấy chuyển thế trùng sinh. Dựa vào thiên phú của thiên mệnh, nhiều nhất là 500 năm là có thể khiến cho huynh ấy tu thành thượng vị chân thần. Các huynh có thể khiến cho thiên mệnh chuyển thế trùng sinh sao? Không sai, mẫu thân của ta chấp trưởng luân hồi chi địa ở trong thần vực. Người có thể biết rõ chuyển thế nhục thân của thiên mệnh huynh, cũng có thể trả lại ký ức cho thiên mệnh huynh, trả lại ký ức của thiên mệnh huynh cho huynh ấy. Có điều, trong ký ức chi hỏa chắc là chỉ có ký ức của huynh ấy khi ở trong thần vực. Còn về ký ức ở trong đại cực chi vũ, không biết cha có thể rút ra từ trong hoàn vũ được hay không? Rút ký ức của mỗi sinh linh khi còn sống ở trong hoàn vũ ra, ta không thể nào làm được. Có điều, chỉ là một hoa thiên mệnh, chắc là không thành vấn đề. Cho nên không cần phải lo lắng, nhiều nhất là mấy chục năm, thiên mệnh sẽ trở lại bên cạnh cô. Được, ta sẽ đợi huynh ấy.